Cách đây khoảng tầm 3 năm khi mà Hyundai Tucson lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam thì nó từng mang kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn phân khúc crossover hạng C. Tuy vậy thì mọi chuyện diễn ra không như chúng ta vẫn hay nghĩ. Sau khi chiếc Territory và Mazda CX-5 xuất hiện thì vị thế của mẫu xe này lại bị giảm đi đáng kể. Và ngày hôm nay đây, chúng ta đã có phiên bản 2024, phiên bản cập nhật mới của Hyundai Tucson. Vậy thì Hyundai mang lại những gì cho Tucson mới để cạnh tranh với những Mazda CX-5 hay là Ford Territory? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đừng quên like, share cũng như subscribe chúng tôi để ủng hộ. Giờ thì bắt đầu thôi. Về tổng thể thì chúng ta có một phiên bản facelift của Tucson không có quá nhiều thay đổi ở ngoại hình. Thay đổi lớn nhất chúng ta có thể nhận ra ngay, đấy là phần lưới tản nhiệt. Giờ đây đã được tinh chỉnh lại. Thiết kế tổng thể của xe thì vẫn đi theo cái ngôn ngữ mà hãng xe Hàn Quốc gọi là Sensius Sportinit. Ở đây cái phần lưới tản nhiệt giờ đây đã được tinh chỉnh lại, vuông vức hơn. Ở đây chúng ta có 4 bóng đèn định vị ban ngày thay vì là 5 bóng như phiên bản cũ. Cản trước cũng là được tinh chỉnh lại. Và ngoài cái 4 cái cảm biến ở phía bên trước thì chúng ta có thêm 4 cảm biến ở phía hai phía trước và hai phía sau, duy nhất ở trên phiên bản 1.6 turbo. Và đối với tôi thì cái lưới tản nhiệt này sau khi được tinh chỉnh lại thì nó mang lại một vẻ khỏe khoắn hơn, đẹp hơn, thể thao hơn. Ở phía thân xe thì chúng ta sẽ không nhận ra những cái chi tiết thay đổi. Thay đổi lớn nhất có lẽ sẽ là phần mâm xe này. Ở trên bản 1.6 turbo mà chúng ta đang trải nghiệm sẽ được sử dụng mâm là 19 inch với họa tiết theo kiểu là lốc xoáy. Bên cạnh đó thì những cái đường nét như là những cái đường dập nổi ở trên thân xe này vẫn sẽ được giữ lại. Một chi tiết mà tôi hay gọi vui là sẽ làm khó mấy anh đồng sơn. Một điểm cũng khá đẹp mắt ở trên Hyundai Tucson từ thế hệ trước đến bây giờ đấy là phần gương ở đây. Về phần các phần kích thước thì chiều dài, chiều rộng, chiều cao của Hyundai Tucson vẫn sẽ được giữ lại. Vậy nên mẫu xe này vẫn sẽ giữ các cái chiều kích thước là lớn hàng đầu trong phân khúc, ngang bằng với chiếc xe cùng nền tảng là Sportage hay là Ford Territory. Cũng giống như phần thân xe thì ở đuôi xe chúng ta vẫn sẽ có những cái chi tiết quen thuộc kiểu như là phần đèn hậu ở đây thiết kế theo kiểu là mà tôi hay gọi là răng nanh. Ở bên trong chúng ta có những họa tiết theo kiểu pha lê rất đẹp mắt. Chi tiết khác nữa là cái phần cản xe này cũng đã được tinh chỉnh lại nhẹ thôi. Và ở bên trên này chúng ta vẫn sẽ có gạt mưa phía sau được làm ẩn rất tinh tế. Bên cạnh đó thì một điểm mạnh luôn phải nhắc tới ở trên Hyundai Tucson là một phần cốp rất rộng. Ở lần cập nhật này thì Hyundai Tucson vẫn sẽ mang tới cho khách hàng 3 lựa chọn về động cơ. Đầu tiên chúng ta có khối máy 2.0 xăng, tiếp theo là 2.0 diesel và cuối cùng phiên bản mà chúng ta đang trải nghiệm đây là 1.6 turbo. Về thông số đầu ra thì các phiên bản ở thế hệ này sẽ giống hệt với phiên bản cũ, không có gì thay đổi. Và để nói về động cơ ở trên Hyundai Tucson thì tôi thấy là cả 3 phiên bản ở trên Tucson đều đáng giá. Với khối động cơ 2.0 xăng chúng ta có một khối máy êm ái mượt mà khi di chuyển ở trong đô thị. Còn khối máy 2.0 diesel của Hyundai thì quá nổi tiếng rồi, vận hành quá bốc và quá êm, đã tạo nên tên tuổi cho cái hãng xe Hyundai này. Còn khối máy 1.6 turbo ở đây đi kèm với hộp số liệp kép 7 cấp cũng vận hành quá là điên. Và đây là khoang nội thất của Hyundai Tucson 2024. Anh em có thể thấy chi tiết này sẽ khác hoàn toàn so với phiên bản cũ. Nếu như phiên bản cũ anh em hay chê là nó giống với Hyundai Creta thì ở đây chúng ta thấy một cái phong cách thiết kế copy y nguyên từ chiếc Hyundai Santa Fe thế hệ mới. Ngay trước mặt người lái chúng ta có một cụm màn hình cong với kích thước là 12.3 inch cho mỗi bên. Ở phía trước mặt người lái chúng ta có cụm vô lăng cũng là thiết kế mới giống với các mẫu xe điện gần đây của Hyundai. Và một chi tiết cũng khá khác biệt so với phiên bản cũ đấy là chúng ta có cụm cần số ở đây được đặt ở phía sau vô lăng giống với các mẫu xe của Mercedes hay là VinFast VF3. Tuy vậy thì cái thao tác chuyển số của nó sẽ hơi khác một chút. Ở các phiên bản phía dưới thì chúng ta vẫn sẽ dùng cần số. Bên cạnh đó thì anh em cũng có thể thấy là cái phần yên ngựa ở đây cũng đã được thiết kế lại. Chúng ta không còn quá nhiều nút bấm ở đây mà thay vào đó là những cái phím cảm ứng kết hợp với những cái núm chuyển của hệ thống điều hòa.
Cá nhân tôi thì sẽ thích những cái hệ thống mà điều hòa mà có cái các cái phím trình này, nó sẽ trực quan hơn, lúc mà chúng ta đang lái xe thì sẽ không bị mất tập trung quá nhiều để phải nhìn xuống dưới này. Ở bên này, ở phía bên này thì chúng ta sẽ có phanh tay điện tử được đặt ở đây. Ở đây là phiên bản là 1.6 turbo, vậy nên chúng ta sẽ có khóa vi sa trung tâm, 3 chế độ lái và auto hold, hỗ trợ đổ đèo, cam 360. Bên cạnh đó thì những cái trang bị tiện nghi như là sạc tai C hay là những cái ổ sạc ở đây cũng sẽ được trang bị đầy đủ. Về công nghệ thì chưa bao giờ phải là một vấn đề đối với Hyundai. Duy nhất ở trên phiên bản Bay thì chúng ta sẽ không được trang bị công nghệ hỗ trợ an toàn lái Hyundai Smart Sense, còn tất cả phiên bản còn lại sẽ đều được trang bị. Và có cả tất cả những cái trang bị, ví dụ như loa Bose này, điều hòa hai vùng, Apple CarPlay, Android Auto. Tất cả hầu như các phiên bản đều như là giống nhau, chỉ khác phần động cơ thôi. Duy nhất ở trên phiên bản 1.6 Turbo thì chúng ta sẽ có thêm nhớ ghế hai vị trí, cửa sổ trời panorama và hệ thống H-Track AWD. Bên cạnh đó thì ở phiên bản Tucson 2024 chúng ta cũng sẽ được trang bị khóa giống với khóa ở trên Hyundai Santa Fe thế hệ mới. Và đây là hàng ghế 2 ở trên Hyundai Tucson 2024, vẫn giữ lại điểm mạnh của thế hệ trước. Chúng ta có cái độ ngả lưng ghế tương đối, một phần khoảng không gian từ đầu gối đến ghế trước hay là từ đầu đến trần đều là rất tốt. Cái điểm này thì Hyundai Tucson ngang ngửa với những chiếc như là Kia Sportage hay là Ford Territory và ăn đứt chiếc Mazda CX-5. Về các trang bị tiện nghi thì chúng ta ở đây vẫn sẽ có cửa gió điều hòa, cổng sạc tai C. Và một chi tiết rất ít khi xuất hiện trên các mẫu crossover phổ thông, đấy là chúng ta có thể chỉnh ghế trước qua một nút ấn ở lưng ghế. Với mức giá khởi điểm cho phiên bản Bay là 769 triệu và phiên bản cao nhất là 917 triệu thì với tôi, Hyundai Tucson vẫn là một chiếc xe đáng lựa chọn ở trong phân khúc, với một thiết kế mà tôi gọi là bắt mắt thể thao. Và bên trong khoang nội thất thì chúng ta có một khoang nội thất rộng rãi với tràn ngập công nghệ. Anh em nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy comment ở phía bên dưới. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.